Hello, xin chào anh em nhé. Rồi thì hôm nay lên cho anh khách ở Bình Chánh nha, một set combo của Milky. Milky thì set này thì sẽ gồm có một khoang 2904 nè. Khoang 2904. Đó, có chức năng auto stop nè. Lực của con này là 158 Newton. Hiện tại lực khoang này là khủng nhất hiện tại rồi nha anh em. Rồi đây là một cây vít 2953, lực của nó là 226 Newton, có 4 cấp lực, 3 cấp lực và 1 cấp auto. Đó. Con này thì khá là mạnh. Và trong những cái phân khúc mà máy khoang và máy ăn vít thì Milky Gen 4 này nó là đỉnh nhất rồi. Rồi đi theo bộ này thì còn có một cái sạc này mình đã lên điện 220 cho anh em và một cái vali. Thì nghi set này thì giá hiện tại của nó đó là 7,5 triệu. Đó, phụ kiện đồ đầy đủ nha anh em nha. Đó, máy thì mình sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Đó, trục trặc gì thì mình sẽ thay thế phụ kiện cho anh em. Đó, không tính tiền nha. Đó, tay cầm đều ha. Hàng này hàng từ Mỹ về nha anh em. Nói chung là máy mới 100%. Mới 100%. So với hàng hãng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó, thì hầu mãi mình thì mình sẽ bảo hành cho anh em là 6 tháng. Tất cả pin, đó, máy mới, sạc mới, vali. Rồi, còn về cái vấn đề mà anh em nào mà cần về bảo hành á, về trả góp á, thì bây giờ cái bộ này là 7,5 triệu. Mình sẽ nhận anh em trước 3 triệu, còn lại anh em sẽ trả góp trong vòng 2 tháng. Rồi còn 4,5 triệu thì anh em có thể chia ra. Mỗi tháng anh em trả cho mình 2,25 triệu. Đó, anh em góp trong vòng 2 tháng thôi là anh em xong nha. Đó, vậy ok anh em ha. Rồi, thì góp thì cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần xin số điện thoại của anh em thôi. Rồi chỉ như vậy thôi là anh em có thể là hỗ góp với mình nha. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi ok anh em nào quan tâm thêm thì anh em liên hệ mình nha. Chào tất cả anh em.